phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn doha ở qatar tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tiếp tục kêu gọi các nỗ lực hòa giải và thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa israel và hamas tại sự kiện thường niên này ông guterres cũng cảnh báo sự chia rẽ địa chiến lược hiện nay đang làm xói mòn các nỗ lực đạt được các giải pháp cho cuộc xung đột tại giải gaza người đứng đầu cơ quan liên hợp quốc nhấn mạnh nguy cơ hệ thống hỗ trợ nhân đạo tại giải gaza sụp đổ tình hình đang xấu đi nhanh chóng và có nguy cơ biến thành thảm họa với những tác động không thể đào ngược đối với người palestine cũng như đối với hòa bình và an ninh trong khu vực gaza ông sẽ không từ bỏ việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn ở đây Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Diễn đàn Doha năm 2023 ở Qatar, Thủ tướng Antony cho biết Qatar và các quốc gia đối tác đang đẩy mạnh các nỗ lực để tiếp tục bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở giải Gaza. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại rằng giao tranh tiếp diễn đang phủ bóng đen lên triển vọng đạt được thỏa thuận. Cùng với Ai Cập và Mỹ, Qatar là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chủ chốt trong xung đột Hamas-Israel, góp phần không nhỏ đem đến thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày từ ngày 24 tháng 11 vừa qua ở giải Gaza. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu về đề xuất yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở khu vực này. 13 nước bỏ phiếu tán thành, Mỹ bỏ phiếu phủ quyết dự thảo trong khi Anh bỏ phiếu trắng. Những cam kết đưa ra tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đến thời điểm này mới chỉ giúp giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính của ngành năng lượng vào năm 2030. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho rằng con số này cần phải nâng lên 75% mới đạt mục tiêu đưa mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA nhận định các cam kết về các giảm phát thải khí nhà kính của ngành năng lượng chưa đủ mạnh để giúp thế giới đạt được các mục tiêu về khí hậu. Các cam kết đưa ra tại hội nghị COP28 bao gồm tăng gấp 3 lần sản lượng năng lượng tái tạo, tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng đến năm 2030 và cắt giảm mạnh lượng khí thải mê 130 quốc gia đã ký cam kết về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, khoảng 50 công ty dầu khí chiếm 40% sản lượng toàn cầu đã ký một thỏa thuận không ràng buộc về không phát thải khí mê than và hạn chế đốt dầu sản xuất trong thập niên này. Đây là những cam kết tự nguyện với sự đồng thuận của gần 200 quốc gia tại COP28. Tại hội nghị chiến lược đổi mới xuất khẩu du lịch của Hàn Quốc, Thủ tướng Hàn Quốc Han Đắc soo đã công bố mục tiêu thu hút hơn 20 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2024, đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc du lịch. Ngành du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt doanh thu cao kỷ lục 24,5 tỷ đô la vào năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng việc miễn phí thị thực điện tử cho khách đoàn và tăng giới hạn hoàn thuế trực tiếp tại các điểm mua sắm cho du khách. Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng danh sách các quốc gia được miễn phí thị thực điện tử theo đoàn vốn chỉ cấp cho Trung Quốc sang cho Việt Nam, Philippines, Indonesia trong năm 2024. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi giới hạn mua hàng tối đa để khách du lịch nước ngoài được hoàn thuế trực tiếp lên tới 3.800 đô la Mỹ, bắt đầu từ sang năm. Ngoài ra Hàn Quốc cũng sẽ xây dựng một ứng dụng hỗ trợ đặt chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng dành riêng cho khách du lịch nước ngoài và cải thiện dịch vụ tiếng Anh của ứng dụng điều hướng. Các cơ quan chức năng có kế hoạch mở rộng áp dụng trí tuệ nhân tạo trong phiên dịch du lịch, giúp khách du lịch nước ngoài di chuyển khắp các vùng miền Hàn Quốc dễ dàng hơn. Các sân bay của Indonesia đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19, đồng thời tăng cường nhiều biện pháp giám sát du khách trong và ngoài nước như một biện pháp phòng ngừa trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Hành khách tại sân bay của Indonesia được khuyến cáo tuân thủ các quy định về y tế như đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách và rửa tay sát khuẩn. Các quy trình y tế ngừa COVID-19 đã được phổ biến tới tất cả các hãng hàng không. Bên cạnh đó, các máy quét thân nhiệt và nhân viên y tế cũng được triển khai tại tất cả các nhà ga. Do lượng hành khách đi lại đông, các sân bay đã chuẩn bị sẵn các cơ sở y tế như phòng khám cho hành khách có triệu chứng mắc bệnh. Theo ghi nhận của Bộ Y tế Indonesia, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại quốc gia Đông Nam Á này đã tăng thêm từ 35 đến 40 ca, trong khi số bệnh nhân nhập viện tăng 60 đến 130 ca và số ca tử vong ở mức tối đa 3 ca mỗi ngày. Các ca mắc mới COVID-19 phần lớn là do biến thể phụ Omicron XBB.1.5 vốn từng hoành hành ở châu Âu và Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin hôm 8 tháng 12 đã xác nhận tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau. Tuyên bố tái tranh cử, Tổng thống Putin gần như chắc chắn sẽ chiến thắng khi được nhiều người Nga ủng hộ, giúp ông có thể tại vị thêm 6 năm nữa. mỗi thời điểm khác nhau tôi lại có suy nghĩ khác nhau, thế nhưng đây là thời điểm phải ra quyết định. Tôi sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Đây là lời khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước những người lính đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sau lễ trao danh hiệu Anh hùng Nga tại Điện Kremlin. Trong khi đó, các cựu chiến binh và binh sĩ tham dự buổi lễ cũng đều bày tỏ mong muốn ông Putin tiếp tục lãnh đạo nước Nga. Tất cả chúng tôi, từ quân nhân tới các bạn bè và người quen, đều yêu cầu ông ấy tái tranh cử Tổng thống. Khả năng tái đắc cử của ông Putin là rất cao nhờ sự đồng thuận chính trị lớn trong nước. Cuộc thăm dò do trung tâm Levada ở Moscow công bố ngày 7 tháng 12 cho thấy 58% người Nga ủng hộ ông Putin trong cuộc bầu cử sắp tới. Trên đường phố Moscow có thể thấy rõ sự ủng hộ nhiệt tình của người dân Nga dành cho nhà lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng không có ứng cử viên nào tốt hơn ông Putin. Tôi không thể tưởng tượng được một ứng cử viên nào khác. Tôi sẽ chỉ bỏ phiếu cho ông ấy thôi. Tóm lại là tôi tán thành, hy vọng ông ấy sẽ có đủ sức khỏe cho công việc này. Đã có rất nhiều điều tiêu cực từ nhiều hướng khác nhau, nhưng tôi tin rằng nước Nga cần ông ấy. Chúng tôi ủng hộ tổng thống, chúng tôi ủng hộ đất nước của chúng tôi. Tôi thích quan điểm của ông ấy. Tổng thống Putin 71 tuổi, hiện là nhà lãnh đạo điện Kremlin tại vị lâu nhất kể từ thời Joseph Stalin. Nhiệm kỳ tổng thống hiện nay của ông Putin sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Nếu tái đắc cử năm sau, ông sẽ nắm quyền thêm 6 năm và giữ chức tổng thống Nga đến hết năm 2030. Nhà lãnh đạo Nga vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ sau gần một phần tư thế kỷ nắm quyền, ngay cả khi ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào đầu năm 2022 và chứng kiến cuộc nổi loạn bất thành của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hồi tháng 6. Giới quan sát nhận định, ông Putin gần như chắc chắn tái đắc cử trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm sau. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022, phương Tây đã giáng nhiều đòn trừng phạt mạnh tay với Nga. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga vẫn ổn định và Ukraine không đạt được bước đột phá quyết định trên chiến trường. Nền kinh tế Nga phần lớn đã thích nghi với lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách tăng cường giao thương với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Trung Đông, cho phép ông Putin đảm bảo nguồn doanh thu của Moscow. Đây không phải cuộc bầu cử bình thường, mà là cuộc tái tranh cử của một lãnh đạo ông Putin về cơ bản chỉ phải cạnh tranh với chính mình. Nhà lãnh đạo Nga từng muốn thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực trước năm 2024 để ông không phải tranh cử lần nữa, nhưng cuộc chiến ở Ukraine buộc ông phải ở lại. Tuy không phải đương đầu với cạnh tranh đáng kể nào, ông Putin có thể phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất so với bất kỳ nhà lãnh đạo Điện Kremlin nào kể từ thời ông Mikhail Gorbachev sau khi Liên Xô sụp đổ cách đây 3 thập kỷ trước. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.